Công an không xử phạt nhóm đàn ông hỏa thân tạo dáng tại Mã Vì Lèn, Panorama. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Kiến thức Dân trí. Ngay sau khi tiếp nhận hình ảnh 4 người đàn ông cùng nhau tạo dáng, chụp ảnh hỏa thân trước cửa nhà hàng Mã Phí Lèng Panorama trên đèo Mã Phí Lèng vào chiều ngày 8 tháng 10, Công an huyện Mèo Vạc Hà Giang đã cử cán bộ chiến sĩ đến xác minh làm rõ. Thông tin nêu trên được ông Cao Văn Toản, trưởng Công an huyện Mèo Vạc trao đổi với phóng viên Dân trí vào tối ngày 9 tháng 10. Lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc cho biết thêm, do không thuộc thẩm quyền xử phạt nên đơn vị chỉ tiến hành nhắc nhở nhóm người này, yêu cầu gỡ những hình ảnh video đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Thẩm quyền xử lý vi phạm phản cảm nêu trên thuộc về mảng văn hóa, du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang, người lãnh đạo này cho hay. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, chiều cùng ngày, sở này đã tổ chức một cuộc họp để đưa ra phương án xử lý nhóm người hỏa thân trên đèo Mã Phí Lèng. Trước đó vào tối ngày 8 tháng 10, cộng đồng mạng xã hội Facebook bỗng dậy sóng trước hình ảnh của 4 người đàn ông đứng tạo dáng, livestream, phát sóng và tương tác trực tiếp trước cửa nhà Mã Phí Lèn Panorama với lý do là bảo vệ môi trường. Nội dung video thể hiện cảnh 4 người đàn ông rủ nhau cởi hết quần áo, đi xe máy hướng tới nhà hàng Panorama, xen lẫn hình ảnh của 4 người là dòng trạng thái gần như hỏa thân và tiếng cười tỏ vẻ thích thú của người cầm máy quay. Khi đến vị trí trước cửa nhà hàng, 4 người đàn ông cùng nhau tạo dáng chụp để giữ lưu giữ kỷ niệm. Hành động kỳ quái của những người này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường. Sau ít phút đăng tải, đoạn livestream đã nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt xem trực tiếp từ người dùng mạng xã hội cũng như ý kiến trái chiều. Nhiều bình luận cho rằng hành động nêu trên của nhóm người này là quá lố, phản cảm và không phải là cách để bảo vệ môi trường. Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, đoạn video nêu trên đã bị chủ tài khoản xóa khỏi Facebook. Chủ nhân đoạn video cho rằng nhiều người đã hiểu lầm hành động của mình, bản thân họ chỉ qua ngủ và ủng hộ Panorama và bà con Hà Giang. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé!